Trưa ngày 27 tháng 8, lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, lực lượng chức năng thuộc cơ quan này vừa phối hợp với Công an huyện Trấn Yên, Yên Bái, khống chế hai người đàn ông nghi vận chuyển ma túy. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ cùng ngày tại km 112+700, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Thời điểm trên, tổ công tác của đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 1, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ Cục Cảnh sát Giao thông phát hiện một xe ô tô có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe. Qua kiểm tra, cảnh sát giao thông xác định tài xế điều khiển là Nguyễn Quang Sơn, 38 tuổi, chở theo một người khác ngồi trên xe là Nguyễn Ngọc Long, 33 tuổi, cùng trú tại Yên Bái. Khi đang làm việc, một trong hai người tỏ thái độ đáng nghi, có nhiều biểu hiện lạ, nên tổ công tác lập tức sử dụng biện pháp nghiệp vụ để khóa tay khống chế cả hai. Tiếp tục khám xét chiếc xe, công an thu giữ tăng vật gồm 9 gói bột màu trắng nghi là ma túy, cùng số tiền 12,6 triệu đồng. Ngay sau đó, tổ công tác phối hợp với công an huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, lập biên bản phạm tội quả tang, biên bản thu nhận tăng vật, biên bản tạm giữ phương tiện và bàn giao cho công an huyện Trấn Yên điều tra theo quy định. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.